Thưa quý vị, dự báo trong 12 giờ tới, bão số 12 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng từ 15 đến 20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới sẽ sang các tỉnh miền Nam Campuchia. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, sáng và trưa nay còn có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 giật cấp 12, nước dâng do bão ở ven biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận từ 0,5 đến 1 mét. Ngoài ra, ven biển Nam Bộ đề phòng chiều cường cao trong những ngày tới do thủy chiều lên cao kết hợp với nước dâng gió mùa. Đặc biệt đáng lưu ý là nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Dự báo từ nay đến ngày 8 tháng 11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai sẽ xảy ra một đợt lũ, nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên và lũ quét sạt lở đất vùng núi ven sông và ngập lụt sâu diện rộng ở vùng trũng thấp thuộc các khu vực nêu trên.